Chào mừng quý vị các bạn cùng quay trở lại với Talk Show Vân Vân và Mây Mây, một chương trình đặc biệt của Mây Lang Thang. Thưa quý vị, trong tập trước chúng ta đã cùng tâm sự với anh Tuấn Ngọc về Đà Lạt, về những ca nhạc sĩ ở Đà Lạt và những câu chuyện ngoài lề về những người fan rất đáng yêu của anh Tuấn Ngọc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tâm sự với anh Tuấn Ngọc về con đường sự nghiệp của anh, quá trình hoạt động của anh từ thập niên 80 tới gần đây. Xin chào anh ạ. Chào Việt, một lần nữa lại được nói chuyện với Việt. Dạ, cảm ơn anh đã cùng với em đồng hành qua những tập vừa qua và lại tiếp tục chúng ta ở trong một không gian rất tuyệt vời tại Đà Lạt. Bây giờ thì trời cũng đã về khuya rồi. Bây giờ thì càng khuya tại Đà Lạt càng là một cái không gian rất phù hợp để mà ôm lại những kỷ niệm. Cho em hỏi anh là sau khi mà anh bắt đầu đi show nhiều hơn, là cũng là lúc anh tham gia các trung tâm Asia thứ Nga tại hải ngoại, thì anh còn nhớ là lý do tại sao anh bắt đầu tham gia cùng với các trung tâm và những kỷ niệm nào trong thời gian đầu mà anh hợp tác với anh trung tâm ạ? Không biết tôi có nói với Việt là bài đầu tiên mà tôi hát cho Thúy Nga là bài Rồi Mai Tôi Đưa Em chưa? Dạ, chưa. Lần đó tôi còn nhớ, lần đó ngay cả giám đốc của trung tâm Thúy Nga bây giờ là Thủy, hồi đó còn nhỏ lắm, còn trẻ. Thủy với một người nữa đi thâu cho tôi cái bài đó. Cũng là kỷ niệm. Thâu ngoại cảnh. Xong rồi sau đó cái bài đó là thâu ở bên Mỹ, thâu ngoại cảnh bên Mỹ. Nhưng mà bài đầu tiên tôi hát cho trung tâm Thúy Nga mà thâu ở trong studio là bài Tiễn Em. Của nhạc sĩ Phạm Duy và lời cũng trầm tưởng, bài đó tôi cũng rất thích. Rồi hồi đó chỉ theo như tôi nhớ là chỉ có trung tâm Thúy Nga là hoạt động làm video thôi. Sau đó đến Asia. Thì giờ tới Vân Sơn. Thì tôi không phải là ca sĩ độc lập của Thúy Nga, thành ra tôi cứ chạy vòng vòng ba trung tâm đó. Và có một vài trung tâm mở được vài, là làm được vài cái album thì lại không làm nữa, là như không, tôi cũng nhớ tên như là hình như là cũng là Mây Production. Em nhớ rằng với mỗi trung tâm thì anh đều có những ca khúc gọi là top hit mà tới bây giờ mọi người đều rất là nhớ. Ví dụ như với trung tâm Asia thì có bài Tình Yêu Như Mũi Tên. Hoặc là trung tâm Thế Nga thì là Liên Khúc Swing. Anh có nhớ là lúc mà anh thu Tình Yêu Nhiều Cái Tên thì có điều gì đặc biệt không ạ? Và bây giờ thì tới tận bây giờ rất là nhiều lần anh đi hát thì rất nhiều khán giả vẫn yêu cầu anh hát lại Tình Yêu Nhiều Cái Tên. Bài đó thực sự là bài ngoại quốc, lời Việt. Lời Việt thì nếu tôi nhớ là của con của ông Anh Bằng. Con trai, bây giờ cũng mất rồi. Tên Sơn. Bài đó thì lời hơi nhiều. Là một những cái lý do mà bây giờ vẫn người ta vẫn yêu cầu nhiều lắm, rất được yêu cầu nhiều lắm luôn. Nhưng mà tôi ít hát là vì nhiều lời quá, khó nhớ. Thành ra ít hát, nhưng mà bài đó là một những bài rất được rất nhiều người thích, rất nhiều người thích. Thích gần bằng Riêng Một Góc Trời luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà Riêng Một Góc Trời vẫn là vô địch. Không bài nào được yêu cầu bằng hết. Có khi nào mà anh cảm thấy là chán không? Hát Riêng Một Góc Trời nhiều quá anh cảm thấy chán. Thực sự cái bản tính của con người chúng ta là chán. Đúng không? Có làm cái gì mà có hoài, có nhiều là chán. Nhưng mà ngay cả bài Riêng Một Góc Trời tôi hát nhiều cũng có lúc mình cũng thấy chán. Nhưng mà vẫn có những cái lúc hát vẫn thấy là rất rất thích. Rất xúc động. Cái đó là tùy thuộc ở cái hoàn cảnh lúc đó nữa, rồi ban nhạc, cái âm thanh, rồi cái cảm xúc của mình. Thành ra vẫn có những lúc hát vẫn thích, và thì lẽ dĩ nhiên là bài đó hát nhiều nhất thì chuyện mà chán hay chuyện cảm xúc nó bình thường. Ngay cả trong cuộc đời mình bình thường, tất cả những công việc mình làm đều mình có lúc chán, lúc có cảm xúc. Còn riêng Liên Khúc Swing thì sao anh? Một cái Liên Khúc Swing thì mới đây.
Giống như tôi nói với Việt là tôi là ca sĩ độc lập, là lúc nào Trung tâm Thúy Nga tự nhiên nhớ đến tôi, mời tôi thì tôi lại hát. Thì tôi đối với Trung tâm Thúy Nga là lúc nào cũng để cho tôi hoàn toàn quyết định về cái bài hát của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, miễn làm sao cái kết quả tốt thôi. Thành ra cái lần đó Thủy có mời tôi hát với Thanh Hà một bài song ca thôi. Thì tự nhiên tôi với Hà thì có ý định là Hà hát những cái bài mà nổi tiếng của tôi, yeah. và tôi hát những cái bài của nổi tiếng của Khánh Hà, yeah. và thay vì mình hát cũng cái điệu thường thường thông thường thì bây giờ mình làm cái điệu swing, là cái điệu mà ca sĩ Việt Nam rất ít hát, thành ra khán giả cũng rất ít được nghe nữa, yeah. thành ra tôi đề nghị thành tôi với Hà hát mà cũng ngờ là cũng được cái phản ứng tốt, yeah. của khán giả. Phải nói là rất tốt luôn anh. Tới bây giờ thì mọi người cực kỳ vẫn là rất là yêu mến cái League of Swing này. Cái điệu swing là cái điệu tiêu biểu nhất của âm nhạc jazz. Nói đến jazz là phải nói đến swing. Mà cái rất tiếc là tôi không hiểu sao âm nhạc Việt Nam lại rất ít viết cho điệu swing mà, yeah. mà cũng rất ít người hát. Thành ra bởi vậy cũng là một lý do mà sao tôi làm swing như vậy. Dạ. Yeah. Và tôi sẽ hát swing thêm nhiều nữa, wow. trong đêm 22 tháng 6 này ở yeah. Sài Gòn, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Ngoài liên khúc swing thì gần đây nhất thì anh có liên khúc kỷ niệm cùng với các anh em ở trong gia đình mà cũng được mọi người cực kỳ yêu mến. Có vẻ như là cái chuyện anh làm medley với Trung tâm Thúy Nga là một cái duyên rất lớn và được mọi người rất yêu thích. Tôi hình như chắc là phải đặt gọi tôi là chuyên viên medley quá, không? Chuyên viên liên khúc. Cái lần đó là cho chương trình Dynasty. Yeah. Thì Thủy lại nhờ tôi làm hai bài, một bài cho gia đình bên Phạm Duy và một bài cho gia đình bên Lữ Liên. Thành ra tôi lại làm hai cái liên khúc nữa. Yeah. Mà lần đó áp lực rất nhiều là vì làm cho hai gia đình. Yeah. Thành ra phải làm cho hai gia đình hạnh phúc và thỏa mãn. Yeah. Đều. Yeah. Thành ra áp lực rất nhiều, mà cũng may mắn là cả hai bên đều vui, đều yeah. happy. Yeah. Yeah. Trong cái quá trình anh cộng tác với lại Trung tâm Thúy Nga và ASA thì có những cái kỷ niệm mà anh nhớ không anh? Biết rằng anh là một ca sĩ độc lập và hoạt động song song rất là nhiều trung tâm. Thì nếu mà bắt mình phải nói thì bài Riêng Một Góc Trời cũng là kỷ niệm để tôi nhớ với Thúy Nga. Yeah. Lần đầu tiên khi mà Trung tâm Thúy Nga gửi cho tôi cái cuốn băng của anh Ngô Thụy Miên. Bao giờ cũng cho mình nghe trước cái bài. Thì cái bài đó lần đó là em vợ của anh Ngô Thụy Miên hát trong đó để cho tôi nghe. Đó là nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Thì thâu tạm để tôi nghe thôi. Thì mình nghe cái bài này thì mình thấy cũng vào tai, nhưng mà tôi không nghĩ là sẽ thành công như vậy. Yeah. Mà khi thâu băng xong thì mình đưa cho mình nghe cái cuốn tape để mình nghe. Thì tự nhiên tôi thấy là cái bài này có thể trở thành một bài hit. Yeah. Mà không ngờ bài này là cái bài thành công nhất của tôi. Yeah. Yeah. Có thể là bài đó lại làm cho tôi đến gần người khán giả hơn nữa. Yeah. Thì khoảng thời gian từ 80 trở về sau thì ngoài chuyện hát ở các trung tâm thì anh chạy show nhiều như các ca sĩ khác không ạ? Tại vì em được biết là rất nhiều ca sĩ hải ngoại là cứ mỗi cuối tuần là sẽ bay đi rất nhiều tiểu bang khác nhau để mà hoạt động. Thực sự tôi cũng nếu mà nó đi show thì không thể nào mà mình đi show nhiều bằng những ca sĩ trẻ hết. Tại vì khán giả trẻ vẫn là cái khán giả mà người ta chịu bỏ tiền, chịu cho mua băng, mua đĩa, mua nhạc. Còn tôi có quen những người bạn thân, không phải thân nhưng mà cũng quen những người bạn lớn tuổi như tôi, quen cũng khá thân thì đều nói là hôm nào anh tặng cho tôi cái đĩa đó nha, tôi yeah. rất thích. Yeah. Chứ hay là có lần tôi nghe một ông bạn nói trời ơi, tôi mới lên trên mạng tôi download xuống bài Trong Một Góc Trời hay quá phải không? Thành ra đó cũng một lý do tại sao tôi cứ nghèo hoài.
Và đặc biệt là các quán cà phê ở Việt Nam là thường xuyên phát nhạc Đúng Anh, rồi. nhưng mà là qua YouTube hoặc Đúng là rồi. qua băng sang lại nữa. Mà cái chuyện đấy cũng dễ hiểu. Tại vì tôi cũng lên mạng tôi ăn cắp bài hát anh em mà. Bây giờ thì Bây giờ là cái thời như vậy. Dạ. Mình đến nỗi mà tôi có cái đĩa, có CD trong nhà mà tôi không chịu lấy. Tôi lên YouTube tôi nghe tiện hơn. Dạ. Chắc mình gác gác qua chuyện đó qua lại bên cho anh. Mình quay lại chuyện chạy show của anh đi. Anh có nhớ là hồi xưa mà anh chạy show nhiều nhất là thời điểm nào mà? Không, tôi thì được cái là cứ cứ không ít không nhiều, cứ đều đều cả đời tôi như vậy thôi. Có thời điểm nào mà anh ngưng hát? Chẳng bao giờ ngưng hết. Bây giờ chỉ cái thời điểm mà bây giờ phải ngưng là thời Covid này thôi. Chứ còn là trong 70 năm qua của anh là liên tục là luôn. Liên tục đi hát. Wow. Có bao giờ tôi mà may bị mắn sức khỏe tôi không phải làm ban ngày. Có bao giờ bị sức khỏe mà anh phải ngưng? Chưa. Lúc nào khan tiếng thì hát ít thôi, nhưng mà chưa bao giờ vì đau bệnh hay làm gì mà phải ở nhà không đi hát. Wow. Quả là một kỳ tích. Cũng may mắn. Vậy thì tới năm nào là anh bắt đầu trở về Việt Nam ca hát ạ? Năm 2006. Tôi thực hiện cái chương trình đầu tiên ở nhà hát Hòa Bình 2 đêm của tôi. Nhưng duyên gì mà anh quay trở lại Việt Nam ạ? Thực sự đó thì tôi nghĩ là thực sự thì không có người ca sĩ Việt Nam nào mà không thích hát ở Việt Nam hết. Đó là cái nơi mà mình chôn nhau cắt rốn, nơi mà khán giả đông nhất. Thì có nhiều vì khi vì hoàn cảnh hay vì tôi nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi không nghĩ là người nào không thích trở về Việt Nam hát. Thì 2006 cũng là cái lúc mà tự nhiên tôi nghĩ là thời gian thuận tiện để tôi về thôi, không biết là mình nghĩ có đúng hay không. Có thể bây giờ mình nhìn lại thì mình mới thấy là có thể tôi nên về sớm hơn, thấy không? Nhưng mà xong rồi. Đó là cái điều quan trọng là tôi ngồi đây và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Đủ rồi. Anh còn nhớ là năm nào là anh quay trở lại Việt Nam? Năm 2006. Là cách đây 15 năm. Quay về hát cho 2 đêm ở nhà hát Hòa Bình. Trước đó tôi hát giống như là buổi ra mắt ở Sheraton. Cũng năm 2006, ở một buổi. Rồi xong, sau đó mới hát là 2 đêm ở nhà hát Hòa Bình. Em có thể tưởng tượng là lúc đó là rất rất là nhiều fan của anh ở Việt Nam chỉ mong chờ từng ngày được đón chờ anh quay trở lại. Tôi cũng hiểu cái điều đó. Tôi hiểu được là vì tôi cũng là một người nghe nhạc, mà khi mà mình yêu một người nghệ sĩ nào mà mình lại được nhìn người ta bằng xương bằng thịt thì hạnh phúc, rất là vui. Cảm xúc của anh trước 2 đêm diễn nó như thế nào? Rất là căng thẳng. Yeah. Là vì lần đầu tiên và nhất là mình có thể mình nói là vì vấn đề kiểm duyệt này cái đó. Thôi ha. Mình cái đó là thôi. Thay đổi lại đi, cảm xúc là... Cảm xúc của anh lúc mà trước 2 đêm diễn như thế nào? Hồi hộp. Cảm xúc là vì lần đầu tiên mình được hát lại trước 2.000 khán giả mỗi đêm. Và lại... Làm sao mà tôi lại nghĩ là lại có một ngày nào đó tôi lại đứng ở trên cái đất nước này hát lại cho người khán giả Việt Nam. Mà lại được người ta, khán giả yêu mến như vậy. Thành ra rất là hạnh phúc. Và trong 15 năm qua là bao nhiêu lần anh quay trở lại Việt Nam và mỗi lần anh hát bao lâu ạ? Thường thường tôi về đây cứ đi đi về về hát mỗi lần đi 2 tháng, 1 tháng, 3 tháng, tùy những cái, có những cái lúc mình bận ở bên kia, có nhiều khi, tại cái tính tôi nhiều khi tôi không có ghi xuống một lịch rõ đó, có nhiều khi về có thể tin là tôi đang ở Việt Nam, tôi phải bay đi về Mỹ, tôi hát một cái show cuối tuần xong tôi lại bay về đây lại. Wow. Là vì mình quên đi là mình có một cái sầu bên đó rồi. Tôi nghĩ tôi là người rất là may mắn được đi hát nhiều như vậy ở tuổi này nữa. Ở bên có nhiều người ta hỏi tôi là anh nghĩ anh hát đến năm nào,
Tại thế tôi hát lâu quá rồi. Dạ. Tôi nói tôi ở bên Mỹ có ông Tony Bennett, ông hát tới năm ông 95 tuổi. Là thành ra nếu mà tôi đeo theo ông Tony Bennett thì tôi cũng thấy hơi buồn. Tại vì nếu mà tôi hát được như ông tôi cũng chỉ còn có 20 năm nữa. Nếu mà 20 năm nữa là anh đi hát là thành 90 năm ca hát. Gần 90 năm. Wow, đó sẽ là một cái kỷ lục mà không ai có thể phá nổi. Mà nghĩ cũng vẫn thấy buồn là vì chỉ còn có 20 năm nữa. Và cái niềm đam mê ca hát của anh vẫn cháy bỏng như ngày nào. Mỗi đêm vẫn đứng trên sân khấu và vẫn hát cho tất cả khán giả yêu mến của anh. Hát là một hạnh phúc, bởi vậy tôi cứ khuyên những người nào mà thích hát cứ cố đi hát. Dạ. Bởi vì ngay như mình chỉ đủ sống với cái nghề ca hát vẫn là hạnh phúc rồi. Dạ. Vừa là vì mình vừa làm, mình vừa hưởng thụ nữa. Dạ. Quý vị biết không, được gần gũi với anh Tuấn Ngọc, hoặc là ngoài những lúc anh Tuấn Ngọc đứng trên sân khấu mà được tiếp xúc với anh Tuấn thì thấy là âm nhạc là luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, mọi sinh hoạt của anh Tuấn. Lúc ở trong phòng tắm cũng hát, lúc ở ngoài khi ăn cũng nghe nhạc, và trong mọi lúc đều có âm nhạc cả. Em thắc mắc là trước khi ngủ anh có nghe nhạc không? Có chứ, có nghe nhạc. Mà tiện đây tôi cũng nhắc cho Việt với cho khán giả, cũng có nhiều khi có nhiều người hơi thắc mắc là vì tại sao Việt cứ hay gọi tôi là Tuấn, đúng không? Tại vì thực sự bây giờ tôi quen Việt khá thân, mà tên thật của tôi là Tuấn. Thành ra tôi muốn cho khán giả biết là tại sao Việt cứ hay gọi tôi là Tuấn, là vì tên nghệ danh là Tuấn Ngọc thôi, nhưng mà tên thật là Tuấn. Thành ra tôi cứ thích Việt gọi tôi là Tuấn thôi. Thì ngoài cái chuyện mà âm nhạc luôn luôn là một phần của anh, không có phần gì lớn, tách rời ra, thì ngoài ra anh có sở thích nào nữa ngoài âm nhạc? Đối với tôi, những cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là âm nhạc và tình yêu. Tình yêu trong đó có tình yêu đôi lứa hay tình yêu gia đình và công việc. Mà tôi không nói đến công việc là vì âm nhạc. Tôi may mắn là vì âm nhạc là công việc của tôi rồi. Thành ra cuộc đời tôi chỉ biết tới tình yêu và âm nhạc thôi. Thể thao thì sao anh? Thể thao, nếu mà nói thể thao là để mình tập thể dục thể thao để mình giữ cái phong độ, giữ cái sức mình để hát, là vì rất ít người biết là hát rất hao, rất làm cho mình hao lực lắm. Là vì mình hát là mình bằng cái phổi của mình, thành ra phải tập cho cái tim, cái phổi cho nó tốt. Phải tập thể dục. Hiện bây giờ tôi đang tập tai chi, tôi cũng thích. Phải tập mỗi ngày, tập mỗi ngày ra mồ hôi. Thực sự tôi rất là thích cái môn tennis. Nhưng mà hơi bất tiện ở đây. Đi về mình phải có người partner đánh với mình. Phải kiếm sân. Thành ra tốt nhất là cứ ở trong phòng tập. Chứ khi hát thì tôi cũng tập. Sẵn nói chút xíu về cái quá trình hoạt động âm nhạc của anh. Hồi nãy anh có nói là bài hát thì rất là nhiều bài anh thích và không có bài nào anh thích nhất. Vậy thì album thì sao anh? Album là anh cực kỳ thích. Album nào tôi thích nhất đó hả? Tôi cũng làm được. Anh có nhớ là anh ra được khoảng bao nhiêu album? Album cho tôi hay là cho, tại vì tôi có khi tôi hát cho những trung tâm khác hay tôi hát cho riêng tôi. Nhưng cái album tôi thích nhất là album mà tôi chưa thực hiện. Cho nên là anh còn có lý do phải hát nữa đúng không đó, anh? Đó, bởi vậy tôi đang làm nhưng mà càng ngày mình càng khó tính. Thành ra nhưng mà nếu bắt buộc phải chọn trong những album anh đã từng thu âm, chắc là Giọt Lệ Cho Ngàn Sao. Là bởi vì nhiều bài anh thích hay là lúc đó anh cảm thấy là giọng của anh chín mùi nhất? Không phải là giọng chín mùi mà là cái kỹ thuật mình hát. Mình vừa dung hòa giữa kỹ thuật và tình cảm. Thì tôi nghĩ là cuốn băng đó tôi hát đều nhất. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ tôi hát tốt hơn cuốn băng đó. Nhưng mà cái sức khỏe thì mình lại phải không bằng hồi xưa. Thì mình phải giữ sức khỏe để khi mình theo băng, cái tình trạng sức khỏe mình tốt nhất để mình làm cái đĩa đó. Nhưng mà bây giờ tôi biết hát hơn hồi xưa chứ.
Mà tôi nghĩ ca sĩ nào cũng vậy hết. Càng ngày mình biết mình hơn, mình hiểu mình hơn. Và tại vì tôi học hát mỗi ngày nữa, tôi vẫn tập. Đối với tôi, nếu mà mình ngừng tập, mình là mình đứng lại đó. Mà âm nhạc là nó thay đổi hàng ngày mà. Bây giờ Việt nghe cái một cái bài Việt nghe cách đây 10 năm, bây giờ Việt nghe lại Việt thấy nó là bài khác rồi. Tại vì cái tai của mình thay đổi, con người mình thay đổi. Thành ra mình lúc nào mình phải update, mình theo cái âm thanh của mỗi ngày. Trong năm tập vừa qua thì hai anh em mình đã nói chuyện rất là nhiều những kỷ niệm của anh về quãng đời sự nghiệp của anh. Thì trong 70 năm vừa qua, nếu bây giờ hỏi anh là anh cảm ơn điều gì nhất và có điều gì anh hối tiếc nhất, thì anh nghĩ đó là gì? Lẽ dĩ nhiên là cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người khán giả, cảm ơn những người bạn đến với tôi, cảm ơn âm nhạc, có nhiều cái để cảm ơn lắm. Còn hối tiếc á hả? Hối tiếc thì tôi nghĩ không có nhiều đâu. Bắt tôi hối tiếc thì tôi chỉ nghĩ là tôi có thể làm tốt hơn những cái điều tôi làm, để rồi tôi có điều kiện để tôi giúp những người thân yêu. Nhưng mà nói chung lại thì nếu mà nói về một người nghệ sĩ thì tôi là một người rất là may mắn. Thành ra không có gì để oán trách cuộc đời hết. Phải nói là cảm ơn. Và tôi rất là may mắn vậy thôi. Không có hối tiếc nhiều đâu. Còn một câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi anh. Thì em biết rằng là trong những người em của anh, rất là nhiều người em của anh, thì mỗi người anh đều dành một tình cảm đặc biệt hết. Nếu mà có một cái tập nào đó sau này mà em có thời gian phỏng vấn anh, thì em sẽ rất muốn nghe anh tâm sự về từng người em một. Nhưng mà có một người mà bản thân em cũng vô cùng yêu mến, mà em bật bí chút xíu với anh luôn, là trong cái quán rượu của em ở tại Mai Lang Thang á, là hầu như đêm nào em cũng bật hết, đó là nhạc của anh Tú. Mà khi mà nghe tới anh Tú và nghe nhạc của anh Tú thì nó làm cho em, bản thân em yêu Đà Lạt hơn rất nhiều. Thì em rất là muốn là những giờ phút cuối này thì anh có thể tâm sự chút xíu với mọi người về một dòng ca mà bản thân em rất yêu mến và cũng rất nhiều người yêu mến, đó là anh Tú. Anh Tú là em trai duy nhất của tôi. Nhà chỉ có hai anh em. Ngoài ra là con gái hết. Tú thì thực sự hai anh em rất thương nhau, nhưng mà càng lớn thì tôi lại có cuộc đời riêng của tôi, những cái sở thích riêng không có hợp với Tú lắm. Thì Tú thì thân với Khánh Hà nhiều, nhưng mà nói chung lại thì nhà tôi anh em rất thương nhau. Và Tú là một người rất tốt. Tôi đi ra đường rất nhiều người thương yêu, nhưng mà tôi nghĩ không bằng anh Tú đâu. Là vì Tú là cái người hiền lành thì nói chuyện bình thường, nhưng mà Tú rất thích giúp những người bạn của mình. Chẳng hạn như Tú có thể là Tú nấu ăn rất ngon, không biết Việt biết không? Có thể anh Tú một đêm nay đi hát có thể đem luôn một nồi bún bò Huế chẳng hạn, đem vào ngồi ăn với nấu, đem vào ăn cho các bạn ăn trong phòng trà. Cười lắm. Hay là nhiều khi tôi gặp Tú, tôi nói là tự nhiên tôi thích ăn đồ chay, thì Tú làm luôn cho tôi một nồi đồ chay để tôi ăn. Kho luôn một nồi đồ chay để tôi ăn. Nhưng mà mặc dù anh em rất ít đi chơi với nhau, là vì tôi với Tú hai cái sở thích không giống nhau. Nhưng mà thương thì rất thương nhau nhiều lắm. Cần giúp nhau cái gì, cần chỉ ới một tiếng là có mặt ngay. Lý do tại sao em hỏi về anh, anh Tú, thì bản thân em cũng là người rất là thích anh Tú, và giọng anh Tú là một giọng ca rất là đặc biệt mà rất là nhiều người yêu mến anh Tú. Và khi anh Tú không còn nữa thì mọi người vô cùng tiếc, và tới bây giờ thì em nghĩ rằng sẽ còn rất rất là nhiều những người sau này nữa vẫn còn rất là nhớ giọng ca của anh Tú và vẫn yêu mến anh Tú như ngày nào. Cảm ơn Việt.
Là vì mỗi lần nhắc tới Tú tôi vẫn xúc động, là vì lúc mà Tú mất là trong cái lúc cái thời điểm vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn yêu đời, mới có 53 tuổi mà rất đột ngột. Cho tới ngày hôm nay nhắc tới thì vẫn buồn. Anh nhớ chắc đủ rồi. Em cảm ơn anh rất là nhiều vì những chia sẻ của anh về anh Tú, cũng như là những câu chuyện nãy giờ anh em mình nói chuyện với nhau. Thì trong những phút cuối của tập này thì em rất là muốn anh sẽ gửi một lời cảm ơn với khán giả, một lời tâm sự với khán giả, những người đã theo dõi anh trong suốt chặng đường sự nghiệp của anh, và cũng như theo dõi chương trình Vân Vân và Mai Mai. Nếu mà nói về cảm ơn khán giả thì mình càng sống, mình càng thấy là giống như tôi hay kể chuyện với người khán giả. Cái câu chuyện mà tôi kể để tôi tỏ lòng, tôi biết ơn người khán giả. Là vì nếu không có người khán giả, tôi không còn ngồi đây để nói chuyện với Việt nữa. Mà chắc không biết tôi làm cái nghề gì. Nhờ người khán giả mà tôi vẫn còn đi hát, vẫn còn theo đuổi cái nghiệp ca hát tới tuổi này. Mà nhất là tôi được sống, được thở, được hát, được nói theo cái ý của tôi. Tôi cũng nhờ người khán giả thôi nha. Hiện nay tôi cảm ơn khán giả của tôi rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và lúc nào tôi cũng chỉ mong là tôi không có phụ lòng khán giả, những người fan của tôi. Và thành ra tôi vẫn, cái kỳ vọng của tôi là vẫn, tôi sẽ làm một cái album mà tôi thích nhất để tôi gửi đến người khán giả của tôi. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều đã nhận lời làm khách mời của chương trình Vân Vân và Mai Mai. Và thật sự là trong thâm tâm em rất là hạnh phúc khi mà được làm bạn với anh, được tâm sự với anh, được nghe anh kể rất là nhiều về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Và em tin chắc rằng là riêng một góc trời, anh Tú Ngọc vẫn ở đó, vẫn là một tượng đài âm nhạc được mọi người yêu mến. Em xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn Việt. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi Talk Show Vân Vân và Mai Mai, một chương trình đặc biệt của Mai Lang Thang trong những số đầu tiên. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những phần tiếp theo với những nghệ sĩ tiếp theo. Và xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi và hẹn gặp lại ạ.